Lampedusa là đảo lớn nhất quần đảo Pelagie của Italia ở Địa Trung Hải. Đặc biệt năm 2013, Spiaggia dei Conigli, bãi thỏ ở mạn Nam đảo là bãi biển đẹp nhất thế giới theo trang du lịch TripAdvisor. Cuối tuần qua, người dân và khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã tìm đến bãi biển nằm ở cực nam của Italia này để tránh nóng. Các hoạt động trên bãi biển diễn ra khá đa dạng như chơi bóng, tắm nắng, bơi lội và thậm chí họ còn mang theo cả những con thú cưng lội nước cùng. Châu Âu đang hứng chịu một đợt nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ cao kỷ lục. Người dân được khuyến cáo nên uống nhiều nước và hạn chế ra đường vào ban ngày.